Xin chào mọi người, thì chào mừng các bạn đến với các phòng số 7, phòng của tôi và Công Phượng. Thì như các bạn đang bên giường, đầu tiên là giường của Phượng và bên trong đấy giường của tôi. Thì phòng cũng chẳng có gì, chỉ có hai giường. Thì cũng hơi chút buồn khi mà có Phượng ra nước ngoài thi đấu, nhưng mà em nghĩ cũng quen thôi, tại vì cậu đây là lần hai cậu ra nước ngoài rồi nên em nghĩ là cũng ổn hơn. Nói chung em chỉ nhắn tin với nhau nhiều hơn, cũng hay kể về thế nào, tập luyện thế nào sao, hay là cũng kể về chỗ bên đấy ăn ở thế nào, và có áp lực thì cũng hướng em nói chuyện rất là nhiều. Chúng em ở với nhau hơn chục năm rồi, nhưng chúng em hơi ít rất ít chụp ảnh chung, cũng chẳng có ảnh nào mà ở trong phòng có ảnh là hai người, ngoại trừ mấy ảnh của fan tặng. Chứ em nghĩ là em có đấy thì thường rất ít nói chuyện ở phòng như thế này, nhưng mà có thể một cái vấn đề ở đó thì hai người có thể hiểu nhau và cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ cần nói qua một người sẽ hiểu thôi.